Xin chào các bạn, hôm nay Học viện Gento xin chia sẻ các bạn cách chúng ta bật các level, các tầng trên khung nhìn 3D. Để thực hiện, các bạn có thể gõ lệnh tắt VV hoặc VG, hoặc các bạn có thể vào tab View, chọn mục Visibility Graphic, các bạn vào tab Annotate Category, các bạn chọn đến tìm đến mục Level, tích vào dấu tích vào mục Level, ấn OK. Thì các bạn thấy là tất cả các Level đã thể hiện trên khung nhìn 3D. OK. Để nhận được những bài học tiếp theo, các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video này nhé. Xin chào.